Nếu có mua thì xin bạn hãy mua bất động sản. Trước mắt giá bất động sản có thể lên xuống thất thường. Tuy nhiên 10 hoặc 20 năm sau bạn có thể lời gấp nhiều lần số tiền bạn bỏ ra ngày hôm nay. Nếu có mua thì xin bạn hãy mua bất động sản. Trước mắt giá bất động sản có thể lên xuống thất thường. Tuy nhiên 10 hoặc 20 năm sau bạn sẽ lời gấp nhiều lần số tiền bạn bỏ ra ngày hôm nay. Nếu có mua thì xin bạn hãy mua bất động sản. Trước mắt giá bất động sản có thể lên xuống thất thường. Tuy nhiên 10 hoặc 20 năm sau bạn sẽ lời gấp nhiều lần số tiền bạn bỏ ra ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tôi phải đọc bằng hai cái giọng cao và giọng trầm trong cái trích đoạn của cái cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú của cái diễn của ông diễn giả hàng đầu thế giới về dạy làm giàu, về phát triển bản thân, đó là của ông TH cơ. Trong cái giai đoạn vừa qua khi mà tôi nói về bất động sản ấy, thì nhiều anh em bảo là bây giờ mua vào bán cho ai, tôi mua 2 năm rồi tôi không bán được đây, rồi thế nọ thế kia. Nói chung là có những cái tư tưởng mà bài xích rồi là chê bai bất động sản thế nọ thế kia, vân vân và vân vân, các lý do. Nhưng mà các bạn thấy rằng là ông TH cơ, ông là một cái diễn giả hàng đầu thế giới về phát triển bản thân cũng như là dạy làm giàu và đầu tư, thì các bạn thấy rằng là ông đã nói rằng là chỉ có mua bất động sản thôi, nếu có mua chỉ có mua bất động sản thôi. Trước mắt thì nó có thể lên xuống thất thường. Bây giờ bạn mua có thể nó xuống một chút, có thể nó lên một chút. Nhưng mà về cơ bản nếu chúng ta phải để đường dài 50 năm hay là 20 năm. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là nhiều bạn không dám nghĩ đến là mình sẽ để 5 năm thôi, chứ chưa nói câu chuyện là mà 10 năm, 20 năm. Và trong nhiều video của tôi thì tôi có chia sẻ với anh em rằng là chúng ta phải để 5 năm đến 7 năm tới thì nó mới sốt giá và chúng ta mới có thể kiếm ăn tốt được. Còn nếu các bạn nào mà xác định mua bất động sản 1 năm, 2 năm và bán luôn với cái tư tưởng là lãi ngay và bán luôn, chắc chắn là các bạn sẽ không thành công trong cái việc mà đầu tư bất động sản đâu các bạn thân mến. Thì hy vọng rằng các bạn phải để lâu dài trong cái thời gian sắp tới chúng ta có những đầu tư tốt nhất.